Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Kênh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ lập trình lên một trò chơi. Đó chính là trò chơi SCP. SCP trên Strat phần 3 nha. Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ để lại một like và nhớ subscribe kênh mình nha. Giờ bắt đầu nào. Thì phần trước chúng ta đã làm thay đổi cái tầm nhìn. Đây là phiên bản thứ hai à. Và làm cho con SCP này ấy, nó di chuyển theo kiểu mà giống như nó dịch chút ấy, giống như nó đang teleport, nó chạy nhanh kì vậy. Là cái tầm nhìn dịu vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Bắt đầu phần 3. Đó chính là chúng ta sẽ làm là cái điểm, số điểm và game over. Số điểm và lúc này die kiểu vậy. Thì đầu tiên ấy, lúc mà làm biến ấy, lúc mà làm ra điểm ấy, chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ bật vô cái nhóm biến số à. Chúng ta tạo ra một biến, chúng ta ghi là score, nghĩa tiếng Anh là điểm. Cho các bạn nhớ chọn là cho tất cả các nhân vật nha. Đây score đúng không? Các bạn đợi trên cùng này đúng rồi. Rồi, giờ các bạn nhấn vô cái sân khấu thumbnail này nè. Các bạn nhấn vào nhóm sự kiện team về khối lệnh. Khi nhấn vào lại cơ màu xanh thì nó sẽ đặt cái biến score là không. Nó sẽ đặt sẵn không lúc mà bắt đầu ấy. Chứ là có nhiều người chơi ấy, là giống như có người chơi làm được 100 điểm. Giờ người thứ hai chơi ấy là vẫn được 100 điểm. Nhưng mà cái điểm nó chỉ là 200. Do lúc bắt đầu ấy là 100. Do là người trước ấy nó chơi đâu mà mình chưa có đặt cái khối lệnh cho nó quay lại chỗ cũ kì vậy. Rồi tiếp theo các bạn tiếp theo nha. Rồi các bạn lập trình cho nó sao mà mỗi lúc nhắm mắt ấy, xong rồi nếu mà mở mắt lại chưa chết ấy, vậy nó sẽ cộng điểm kì vậy. Rồi vậy thì lúc mà mở mắt lại thì nó sẽ thay đổi cái score lên một đấy, coi nha. Nhắm mắt, mở mắt. Đấy, nó chỉ là một. Các bạn thấy chưa? Đấy, như vậy nha. Rồi, giờ tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta chỉ làm lúc này là chết đấy. Thì chúng ta bật qua cái đối tượng nhắm mắt burger này à. Cái màn hình màu đen lúc này nhắm mắt ấy. Rồi chúng ta copy nó ra. Chúng ta đặt tên cái trang phục đó là Game Over. Và sẵn tiện chúng ta đặt cái trang phục này lúc mà nhắm mắt ấy, chúng ta ghi là nhắm mắt. Rồi, giờ cái game over, trang phục game over này nè, chúng ta sẽ tìm cái chữ là game over. Rồi chúng ta đặt cho nó kiểu chữ maker game over ở giữa này đấy, game over. Rồi, xong rồi chúng ta chỉ hiện ra số điểm. Đấy, chúng ta chỉ ghi ra score. Chúng ta ghi score nha. Rồi, đặt cho nó màu vàng giống đây à. Cho nếu các bạn đặt màu đen không, nó giống như được cái màu nền lúc thua. Nền màu đen này à. Rồi nó sẽ biến mất, mình sẽ không thấy nó. Mình chỉ không thấy cái chữ score đâu hết. Rồi mình lý do mình đặt score ở đây là mình đỡ tạo lên một cái biến nữa, là biến end score. Do cái biến nó đâu có di chuyển được đúng không, nên là chúng ta tạo ra một cái biến nữa là end score. End score đấy. Rồi giờ chúng ta lập trình ở chỗ ở cái đối tượng nhắm mắt này à, là đây lập trên cái SCP-173 đây. Do lúc lập trên người chơi chứ, người chơi đây à, nếu mà đang chạm vào SCP-173 thì dừng lại tất cả đúng không. Đấy nè, nó sẽ dừng lại tất cả. Nên chúng ta làm nè, nếu đang chạm SCP-173 thì dừng lại tất cả. Và chúng ta nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ bỏ, chúng ta dịch vào SCP-173 không, là bỏ đây. Đấy.
Đây. Đứa đang chạm vào người chơi. Các bạn biết sao mà mình bỏ bên này không? Bởi vì vậy cái game ấy nó sẽ thành dày. Ta. Ui. Đợi mình nha. Mình đợi cái níu ở dưới cùng nha các bạn. Rồi. Hướng vào phía người chơi, nếu đang chạm vào người chơi dừng lại tất cả và chúng ta copy nó, chúng ta đỡ qua bên nếu không thì luôn chữ cung này, và chúng ta chỉ tạo ra một cái thông báo, đó chính là phát tin nhắn là hiện tại game over, phát một cái thông báo mới là game over và đỡ nó ở trong ở trước khi mà dừng lại tất cả đấy. Không, các bạn bỏ mấy hai cái dừng lại tất cả nha, các bạn chỉ phát tin game over hả, và cái nhắm mắt cái này ấy nó chỉ là nên chỉ nhận được cái thông báo game over đó và nó sẽ game over thiệu luôn. Lúc đó nó sẽ chuyển sang trang phục về là game over, còn lúc nó bắt đầu ấy nó sẽ chuyển trang phục là nhắm mắt. Bây giờ nó có hai trang phục rồi các bạn nhớ nha, còn không thì các bạn sẽ bị ấy đấy. Cho nếu mà các bạn bỏ ở đây ấy, mà lúc chết rồi các bạn bật lại thì nó sẽ hiện lại cái hình game over khi mà các bạn nhắm mắt như vậy. Rồi. Chơi Esco đúng không? Game over ấy. Để mình bật, chúng ta bật xem một game over ấy. Giờ đây Esco à. Chúng ta bật nhấn chuột phải vô cái biến, chúng ta bật vào chế độ độc lớn. Đấy, rồi đây. Đâu? Tiếp theo chúng ta cho nó đi tới điểm X là không, còn điểm Y là không, do cái này nó bị lọt đây, các bạn thấy không, người nó bị lọt đấy, hết bị lọt rồi đấy, dịch nó là chỗ school này à. Đấy, cho các bạn được gửi là end school, cho cái tên biến gì đây nó sẽ ít đẹp, các bạn hiểu không? Ui cái này sẽ nó cứ rồi. Giờ tiếp theo lúc này đã chết thì nó vẫn là không. Giờ chúng ta chưa chưa cài đặt cái biến Ensco này đấy. Thì lúc mà nó thông báo chết à, nó chuyển sang trang phục game over. Thì chuyển sang trang phục game over và nó sẽ đặt hiệu ứng bóng ma là không. Giờ lúc nhắm mắt thì nó sẽ thay đổi hiệu, nó sẽ đặt hiệu ứng bóng ma là không. Nhưng do nó đang là chưa nhắm mắt ấy. Nên là chúng ta hãy đặt này cho nó chắc ăn. Đặt hiệu ứng bóng ma bằng không. Nó sẽ hết bóng ma rồi. Nó không có biến mất nữa. Và scroll. Và cái scroll ấy thì chúng ta bật qua nhóm cái biến số. Đặt end scroll hay là scroll. Là cái điểm mà mình để làm được ấy. Cho này à. Khi mà mình chết. Khi mà mình nhắm mắt, mình mở mắt ra có điểm ấy. Đặt thành đó. Và cuối cùng là nhắn vô nhóm là điều khiển và thêm ghi khối là dừng lại tất cả. Và đấy. Ồ, vậy các bạn nhớ một điều nha. Hai cái này biến này chưa có biến mất đúng không? Đây đặt Esco hay Esco. Thì lúc nó chết thì nó mới hiện lên biến Esco và biến Esco sẽ biến mất. Đây, ẩn cái biến số Esco và hiệu biến số Esco. Về lúc mà phong nôn, cái phong nôn này lúc mới bắt đầu ấy thì nó sẽ hiện biến số school lên về ẩn biến số end school và chạy thử. Ui ui kinh quá đấy, một điểm, hai điểm, ba điểm, lâu lâu chết. Đấy, đơn giản vậy thôi. Game over, điểm là 3. Đấy. Rồi. Rồi. Thì chúng ta làm vậy nha. Nếu đang chạm vào người chơi thì phát tin game over đúng không? Thì đang chạm vào người chơi thì game over. Coi đúng không nha. Đấy. Thấy nó chạy lại mà nó vẫn chưa chưa giết bạn không? Nó phải làm vậy.
Đặt nó ở trên cái khối lệnh đời 0,4 giây. Rồi. Đấy. Đấy, ok. Giờ xin các bạn qua bye bye nha. Thì video đến đây cũng kết thúc rồi. Chúng ta lại làm xong cái trò chơi SCP-173 đây phong bao nha. Chơi stress rồi. Thì giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ để lại một share, like, và nhớ nhận xét kênh mình nha. Để mình làm thêm nhiều video mới và từ yêu cầu của các bạn. Giờ xin chào các bạn và bye bye.